chào quý vị và các bạn. Lâu lắm rồi thì Tuấn Trọng mới lại xuất hiện trên kênh YouTube của Autorally. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Trọng mời các bạn cùng đi tìm hiểu một mẫu xe với chiếc lưới tản nhiệt siêu to khổng lồ. Vâng, đó chính là Lexus GX460 2020. Và tất nhiên là trước khi chúng ta đi tìm hiểu mẫu xe này thì các bạn đừng quên đăng ký cái nút chuông kênh để có thể tiếp tục cập nhật những video mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với chiếc lưới tản nhiệt siêu to khổng lồ. Thực ra thì không phải đến bây giờ chúng ta mới được chứng kiến những mẫu xe có chiếc lưới tản nhiệt khổng lồ. Còn nhớ thì khi ra mắt vào tháng 10 năm 2018 thì mẫu SUV hạng sang BMW X7 đã vấp phải một số ý kiến trái chiều, phàn nàn về kích thước của lưới tản nhiệt hình quả thận quá lớn. Tuy nhiên có lẽ những người này đã quên mất rằng các mẫu xe của Lexus đã được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn từ nhiều năm trước đó và thường xuyên được tăng dần đều kích thước qua các năm. Lexus GX 2020 là đại diện tiêu biểu nhất của thương hiệu hạng sang Nhật Bản cho phong cách thiết kế lưới tản nhiệt đồ sộ này. Việc gia tăng kích thước lưới tản nhiệt đã mang đến cho GX 2020 một diện mạo ấn tượng hơn. Đặc biệt là phần đầu xe thì trở nên dữ dàn hơn bao giờ hết. Cũng nên pha LED được tái thiết kế, mang kiểu dáng hiện đại hơn. Ngoài ra thì những chi tiết khác ở ngoại thất vẫn hầu như được giữ nguyên so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên để tăng thêm sức hấp dẫn cho GX 2020 thì Lexus đã đưa ra tùy chọn gói Sport Design. Và gói này dành cho phiên bản Luxury cũng như là Premium. Gói tùy chọn này sẽ bổ sung thêm một số trang bị như là viền lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, bộ khuếch tán sau, trụ ống xà màu đen mờ và cụm đèn hậu màu đỏ tươi. Ngoài ra thì còn có bộ la răng 19 inch mới và hàng ghế thứ hai với hai ghế thương gia sang trọng. Nếu như các bạn cảm thấy chưa hài lòng với gói Sport Design thì bạn có thể hoàn toàn chuyển sang gói Offroad. Cái gói Offroad thì để dành cho phiên bản Luxury, bổ sung thêm một số trang bị như là thêm camera này, chế độ đa địa hình này, chế độ điều khiển vượt địa hình này, làm mát hộp số và bảo vệ bình xăng. Tất cả trang bị này sẽ giúp cho mỗi xe vượt địa hình tốt hơn, hay là có thể chinh phục những cung đường hiểm trở khó khăn. Còn về khả năng vận hành thì sao ạ? Lexus GX 460 2020 thì được trang bị động cơ V8 4.6 lít, sản sinh công suất tối đa là 301 mã lực và mô xoắn cực đại là 446 Nm. Rất tiếc là xe vẫn được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra thì xe còn được trang bị hệ thống vi sai chống trượt Torsen và hệ dẫn động 4 bánh. Khả năng kéo của GX 2020 là 2.948 kg. Xét ở khía cạnh an toàn thì gói công nghệ Lexus Safety System Plus là trang bị tiêu chuẩn trên GX 2020. Cái gói trang bị an toàn thì bao gồm các cái tính năng như là đèn pha thông minh, cảnh báo trực làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ và kiểm soát hành trình radar ở tốc độ cao. Ở nội thất thì Lexus bổ sung thêm tùy chọn màu đỏ tươi mới. Tuy nhiên là những thiết kế khác thì vẫn tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Hiện tại thì Lexus GX 2020 vẫn chưa được công bố giá, trong khi đó thì phiên bản 2019 có giá khởi điểm từ hơn 52.000 tại thị trường Mỹ. Và trên đây là những thông tin cơ bản về Lexus GX 2020 với chiếc lưới tản nhiệt siêu to khổng lồ. Và hy vọng rằng là mẫu xe này sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam để chúng ta có thể chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.